đỡ cơ cực hơn. Cảm ơn là được biết thì gia đình mình thì hiện nay chú Nguyễn Văn Bon hiện đang bị tàn tật phía tật chân tay, vợ thì đang bị bệnh gai cột sống, có một cái đứa con thì hiện giờ thì đang ở nhờ của một cái ông chủ đất cho tạm để ở qua ngày và canh giữ đất cho ông thôi, chứ thật sự đây là một không phải là nhà hoặc là đất gì của chú. Thì cũng đông mong quý mạnh thường quân các hội nhóm cùng chung tay tạo điều kiện giúp đỡ cho chú có những cái mái ấm ở được lành lặn hơn. Thứ hai nữa là giúp cho chú sửa lại những cái mái tôn hiện nay cũng đang bị dột nát, trời mưa thì cũng rất là khó khăn cho chú. Thì rất mong được mọi người cùng chung tay hỗ trợ. Xin chân thành cảm ơn quý mạnh thường quân đã tài trợ phần quà hôm nay. Em cũng cảm ơn. Được sự trợ giúp chung tay của quý vị mạnh thường quân để cho dì Nguyễn Kim Dung sớm vượt qua những cái khó khăn trong những lúc tuổi già sức yếu. Xin chân thành cảm ơn. Đây là cụ Phạm Thị Nghiêm. Năm nay cụ đã 79. Cụ Phạm Thị Nghiêm này thì năm nay là 79 tuổi. Hiện giờ thì cụ sống một mình trong một cái căn nhà nhỏ như thế này. Thì trời mưa trời gió thì rất là dột nát, rất là khó khăn cho cụ. Thì cũng rất mong được sự tài trợ, được sự ủng hộ của quý vị mạnh thường quân, của các hội nhóm cùng chung tay cùng giúp sức giúp cho cụ sớm vượt qua những cái khó khăn trong cuộc sống, cái mái ấm lành lặn để che nắng che mưa trong những cái mưa gió bão bùng sắp tới. Xin chân thành một lần nữa cảm ơn 360 hot khởi nghiệp và chào quý vị mạnh thường quân. Xin cảm ơn tất cả nha. Cũng có một phần quà để gửi đến cho bà để giúp cho bà ổn định được một phần nào trong cuộc sống. Cảm ơn một lần nữa chân thành cảm ơn tất cả cái điều biết cảm ơn trong cái căn nhà trọ này thì cũng là ở trọ và có hai người con nhưng mà hai người con cũng không có khả năng để giúp cho bà về cuộc sống. Thì bà phải ra ở ngoài đây tại vì nhà cũng rất là chật chội. Rất mong được quý mạnh thường quân được mọi người chung tay giúp sức để cho bà vượt qua những cái khó khăn trong cuộc sống sắp tới. Xin chân thành cảm ơn mạnh thường quân, cảm ơn mấy. Như quý vị đã thấy, chúng ta nhìn vô ngôi nhà này chúng ta thấy thật sự là hoành tráng và rất là bề thế, nhưng thật sự chỉ là nhà lắp ráp. Và đây là cái nhà mà nơi công ty cấp thoát nước cho mượn đất để ở, chứ không phải là nhà của bà cụ Bùi Thị Đẹp hoặc là của chú Nguyễn Thị Sữa, hầu răng sữa, và một đứa con thì cũng đang là bị mù. Hai bà hiện nay nói chung là đã già lớn tuổi rồi,
phần quà để nhằm giúp cho gia đình mình trong những khó khăn trong cuộc sống. Cũng chân thành cảm ơn quý mạnh thường quân cũng đã tài trợ và ủng hộ cho phần quà hôm nay. Xin chân thành cảm ơn.